được kẹp cố định bên trong hộp an toàn khi đốt nhang mũi, dễ dàng vệ sinh tàn nhang mũi sau khi. Tình hình bây giờ là cả xe trầm trọng luôn các bạn ơi. Có thế à, có cả xe rồi. Giờ là không di chuyển được. Hùng bứ trầm trọng luôn. Giao thông dẹt đường chứ dẹt không đường luôn các bạn ơi. Quá xa cái tàu mát rồi. Giờ có mấy anh giao thông đó là dọn dẹp đường để mà lưu thông nhưng mà chưa thành công các bạn. Trầm trọng luôn các bạn ơi. Đi vô lại trời. Mình đi theo mã đi. Trầm trọng luôn các bạn ơi, quá xá cái tô mát rồi. Lực lượng để dọn đường nhưng mà chưa thành công nữa các bạn. Các anh giao thông đang dọn dẹp đường để lưu thông các bạn ơi, nhưng giờ này xe cũng được di chuyển được, cũng lai rai rồi các bạn. Quá xa số lượng người ta đông rồi. Xe chặt cứng mà chen vô nữa rồi không có đường ra luôn. Đâu? Dài dài vô hoài vậy mà. Đi là ông cha đi tốt kia rồi mà. Nãy là mình lấy xe tốt ở kia rồi. Thay. Thay quay. Ở đâu kia?
vẫn di chuyển được các bạn ơi, nhưng mà số lượng người ta còn rất là đông. Đông quá dọn được, không có dọn được, nhúc nhích được rồi. Chiếc xe du lịch đi đó, bây giờ xe lớn như là kẹt, mấy cái ngày này mà phải có chặn bển không cho xe lớn qua là mới được, mà mới không kẹt, còn xe lớn qua là kẹt, xe lớn qua là kẹt, không được nào khoảng. Không qua đâu, không qua đâu, không qua đâu. Giờ này mấy anh cảnh sát giao thông là chọn không có cho xe lên nè các bạn, xe lên là sẽ bị kẹt ùn ứ như lúc nãy nữa. Giờ này di chuyển cũng được tốt rồi các bạn ơi. Quá xá một biển người ta rồi. Xe lớn này sẽ bị sao? Vậy là các anh dẹp đường cho xe lớn đi các bạn.